Mẹ chị
khóc lo thư cho cô và nói: chị hai, mẹ chị đang ốm nặng đấy, bà không thể ngồi về được, bà nhớ chị lắm, chị hai mau về nhà chăm mẹ chị ngay đi nhé. Nghe sốc nổi, cô hai đáp: mẹ chị ốm thật à sắc, chị thương mẹ chị quá, chị cũng muốn về nhà thăm mẹ chị ngay, nhưng chị còn phải xe cho xong chỗ chị ngay đã. Nghe cô hai nói, sốc tức dần quên mặt bỏ đi. Chị nói: thương mẹ, mà mẹ chị đang làm nhà, chị cũng không về được, chị còn ngồi đây mà xem chị này, vậy thì chị xe chị suốt đời. Sốc vừa dứt lời thì cô hai biến thành con nhện suốt đời chăng tơ. Sốc lại tiếp tục đến nhà cô Út. Lần này nhà cô Út ở xa nhất, Sốc phải đi rất lâu mới đến được nhà cô Út. Thấy cô Út đang nhà buồn, Sốc đưa thư cho cô và nói: cô Út vừa đọc xong thì khóc nức nở, vội vàng về thăm mẹ ngay tức khắc. Thấy cô Út thật tình yêu thương mẹ, Sốc con cảm động. Chị Út ơi, chị đúng là người con hiếu thảo, ai cũng yêu mình chị. Và con sau này của chị chắc chắn cũng sẽ chăm ngoan và hiếu thảo như chị vậy. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô giáo và các bạn, câu chuyện giúp chúng ta hiểu tại sao con rùa lại ôm cái mai trên lưng, tại sao con nhện lại phải chăm to suốt đời. Câu chuyện giáo dục chúng ta lòng hiếu thảo với cha mẹ. Câu chuyện giúp em yêu mẹ nhiều hơn. Mẹ là người